Tại dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Bộ xây dựng đề xuất các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Điều kiện về nhà ở thuộc trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng quy định tài khoản 1 điều 77 của luật nhà ở và vợ hoặc chồng của người đó chưa có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, nơi có dự án nhà ở xã hội đó. Trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình thì diện tích nhà ở bình quân của những người đăng ký thường trú tại căn nhà đó dưới 15 m vuông sàn một người. Đồng thời thu nhập bình quân hàng tháng của người đứng đơn và vợ hoặc chồng của người đó không quá 15 triệu đồng một tháng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan đơn vị nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời hạn xác định điều kiện về thu nhập trong 3 năm trước liền kề năm được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với đối tượng quy định tài khoản 2, 3 và 4, điều 76 của luật nhà ở, thì phải thuộc trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của chính phủ.